Rồi tôm tươi thì sao mau chín lắm mấy ngày, săn tôm mà giờ bỏ hẹ luôn mấy ngày. Quê hương tôi ở miền Dầm Lan à, chiến ngày đánh cá suốt cả bốn mùa, chạy gãy trẻ già cơm. Cô lấy ngon mới, không mới nhận. Chào cả nhà. Bây giờ là làm ăn cơm tiếp cả nhà ơi. Rồi xin chào cả nhà. Chạy xong mới rút gọng. Giờ thì cũng 10 giờ cả nhà. Chạy rút gọng lên nè. Do là te bên đây cũng không có đầu nhiều. Đừng mới cá tôm cơm này, hai cha con cũng đang đói bụng nữa nên là ăn tiếp cả nhà ơi. Cá cơm sẽ chiên giòn nha cả nhà. Chiên giòn chấm với lại mắm me. Ăn cơm. Với lại làm thêm món tôm xào hẹ nữa. Thang chiên xù. Cái cơm này bự không cả nhà, cái cơm than. Rồi mình xuống chiên xù. Cơm thang mới te lên ngắt luôn, bỏ vô chiên xù, chấm mắm me, hẹ, xào tôm, ăn một cữ cơm sáng cả nhà ơi. Mở vô cái này mở chiên cá cơm chiên xù vô đi ra. Gió quá gió. Cái cơm mới xe lên rồi. Để giải gì đâu, để vô chiên xù. Ăn thử còn chưa nổi. Cơm than không. Giờ là dưới ghe không có dầu ăn nữa nha. Nếu mà có dầu ăn nhiều mình lấy cái chảo mình đổ dầu ăn nhiều vô, mình bỏ cá vô chiên như chiên ngập dầu quá trời, nó mới mau giòn. Cái này tôi chưa về chưa giòn quá.
thực trên bờ biển, trên bờ vùng biển. Cá cũng biến hết rồi. Tiếp. Tiếp đi, tiếp đi. Cá ít vậy. Cá không nổi cả nhà. Quê hương tôi ở miền Dầm Lan, chiến ngày đánh cá suốt cả bốn mùa, chài gái trẻ già đều dài nắng dầm mưa, đem sức mình làm bạn với trùng dương. Cũng có những khi trời êm phong ba biển động, chúng tôi nằm nhà mà tâm tư ước vọng, mong sao cho trùng dương bớt sông để tiếp tục đoàn ngư phủ ra trời. Tòa thơ tôi thiểu tôi xin nói ít đôi lời, đây là ngày tre của chúng tôi. Trời ơi, người tre ăn cá cơm, người tre ăn cá cơm thang. Rồi giờ cha làm chấm mắm me để chuẩn bị chấm cá chiên luôn cả nhà. Cái công thức mắm me ở trên biển nha, cả nhà cùng học theo. Cho vào một miếng me, một cái ớt. Me thì me sống hay là me chín là được nha. Me sống thì mình phải nấu chín, phải không? Me sống mình phải nấu chín, còn me dầm, còn me này mình dầm luôn. Vậy dầm me đường một đường muối ngọt bấm vô. Cá cơm chiên thơm ghê cả nhà. Chiên giòn, cá cơm chiên giòn. Thơm quá. Bắt con thằng chồng. Đây nè cả nhà. Mời cả nhà ăn con cá cơm với mình. Cái da nó giòn cả nhà, cái thịt nó mềm thơm ngọt lắm, béo lắm. Ngon. Cha bỏ vô một nước nữa nha, làm nước mắm thì bỏ nước, còn làm nước tương thì không nên bỏ nước nha. Nước mắm thì bỏ thêm miếng nước cho nó dung hòa lại. Rồi cứ vậy mình dầm ra thôi à. Dầm cho nó dẻo dẻo sạch sạch. Ơi cái có khác không vậy? Đây nè cả nhà, đây là hẹ nè. Cái này thì dùng đi ăn gỏi cuốn đâu hả cha. Mà nay xa xào ăn. Xào hẹ. Xào với tôm, tôm thì ta lộn. Tôm. Xào tôm ra xào. Tôm sắc. Ở
Thì tỏi thơm bỏ tôm vô xào cái này, xào chín tôm mình bỏ hẹ vô. Thêm lại cho xào cho ngọt. Ngọt. Muối. Rồi tôm tươi thì xào mau chín lắm nha, săn tôm bây giờ bỏ hẹ luôn cái nhai. Tôm xào hẹ, cá cơm than nguyên xù. Cho mắm mèo. Cũng đói bụng nè. Nấu rồi ăn xong rồi đói bụng. Rồi cả nhà dùng cứ cơm trưa với cha con mình lên đên trên sóng nước miền Tây cả nhà ơi. Rồi xin mời cả nhà ăn cơm với cha con mình. Hôm nay thì cha làm món cá cơm chiên giòn. Cá cơm chiên chiên giòn chấm với lại mắm me. Đây là hẻ xào tôm. Hẻ ăn kèm luôn. Cho đỡ ngán. Rồi vô. Mời ăn cơm mà cả nhà dùng cơm. Mời nhà ăn cơm. Nhà ăn cơm. Đây món hẻ nè. Hẻ chấm mắm me luôn. Chua ăn. Chua ăn. Cơm. Cô lấy món mới, món mới nha anh. Ăn thử con cá cơm nha, nam nam chẳng ăn có ăn giọng rồi mà. Thì chấm món me ăn thử thì ngon. Nhà nha. Ở ngoài cái da nó giòn giòn lắm, nó có lớp vải á. Chanh quả mình trong mềm mềm thơm thơm. Ngon. Đã nguyên con nó vô luôn. Cá cơm mới lên ăn béo luôn. Ăn xong mình chơi chạy nhà luôn, thầy đang thả trôi. Thả trôi ăn cơm đỏ tôm đậm. Có người ta gạo ta được mấy ký tôm có heo nữa nha. Đẹp khó bữa quá trời ta ăn cũng được rồi. Mèo không? Người nhà cá cơm. Con chim giòn ngon. Rồi đó, rồi đó đi tre. Tre có cái bự ăn lâu. Cá cơm mà sống sống rồi. Bắt lên nấu canh chua xả, trời trời ăn ngon một tiếng ghen. Cái cơm này hả? Mình nấu canh chua xả ăn ngon hả? Ừ, chua xả. Đừng có rau rác nhiều. Nấu chua xả với hành rau thơm hơn. Kho xả được hả? Rau rác nhiều, cá nó tôm nát. Để quần hướng còn quần suy thì ăn rã. Này cả nhà, cá cơm này thuộc dạng cá cơm mắc tiền à, không có rẻ đâu. Cá cơm này cá cơm bự. À. Cái cơm than ấy chứ cả nhà. Mè nè, nhập luôn. Nhà nha. Ngon thực sự. Mẹ ngon, mát, mẹ mát, bà mẹ vô. Tôm xào hẹ. Mẹ cũng mát.
món luôn. Tưởng hôm đó đổi món nấu ăn chiên rồi lên chứ giờ cái bụng. Nhưng mình ăn lúc mà cửa bay khuya tới giờ cứ cũng 10 giờ rồi. Nửa ngày. Đi biển thì làm thì cực cả nhà, nhưng mà ăn thì được ăn đồ tươi đồ ngon. Đầu cũng nào cũng mới lên hết. Tươi ngon. Ăn được chén hơn. Tôi có cơm này không biết hai cái con xử hết nữa. Quá trời. Coi mình kia nữa nhiều. Đâu? Em còn muốn luôn đãi không? Xuống. Đẹp con hạ luôn. Quét nó ma luôn. Cơm. Đi cào thì đâu có cái cơm này đâu. Chứ te mới được ăn cái cơm này. Cơm mới ăn làm te cái giá sao mới 15 phút. Kéo lên xử liền. Ngon. Cái con cá cơm này mùa mưa nhiều nó lên nhiều đúng không cha? Ừ. Tới mùa đó rồi. Tâm thang chả bá chả bá ưỡng tới mùa nữa rồi, mùa người ta không đà tem có nhiều rồi. Cái cơm này thì là mắm ngon lắm, mắm hết thể. Cái mắm là hết lần rồi. Mắm là mắm, mình làm mình gài xong cái mình tới ngày ăn cái mình gấp ra chọn lại đủ đủ sống á, bào ra ăn cái lại bún thứ nào chịu nổi. Thì mình xin dừng video tại đây nha, hẹn cả nhà vào chuyến biển tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi những video đi biển của cha con mình. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cảm ơn cả nhà ơi. Đúng rồi, hẹn gặp lại cả nhà nha.